Kính chào quý vị, chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và đầm ấm bên gia đình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Hòa nhập phát triển trưa chủ nhật 20 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Những thông tin đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát mỏ đá Puzolan núi Thơm, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ. Quý 1 năm 2019, du lịch Vũng Tàu tiếp tục tăng trưởng. Sở Du lịch làm việc với huyện Long Điền. Thông tin địa phương sẽ mở đầu chương trình Hòa nhập phát triển trưa nay. Trước tiên là những ghi nhận liên quan đến huyện Đất Đỏ. Thưa quý vị, đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc và khảo sát mỏ khai thác khoáng sản Puzolan núi Thơm, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vũng Tàu. Theo đoàn giám sát, một số hộ dân sinh sống gần khu vực khai thác mỏ khoáng sản Puzolan núi Thơm đã khiếu nại tình trạng nổ mìn phá đá làm rung lắc nhà dân, xe tải vận chuyển đất đá rơi rớt gây nguy hiểm cho người đi đường, khói bụi trong quá trình sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Giải trình về những khiếu nại của người dân sống quanh khu vực khai thác mỏ khoáng sản Puzolan ở núi Thơm, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, đại diện Công ty Cổ phần Khoáng sản Vũng Tàu, chủ đầu tư mỏ đá Puzolan núi Thơm cho biết, mỏ có diện tích 30,8 ha, sản lượng khai thác 300.000 tấn một năm. Nhằm giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực đến môi trường, từ tháng 8 năm 2016 đến hết tháng 5 năm 2018, công ty đã áp dụng công nghệ khai thác bằng búa cao su, thay thế gần như hoàn toàn phương pháp nổ mìn. Quá trình khai thác và chế biến khoáng sản, công ty cũng tuân thủ theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Công ty đã bố trí xe chuyên dụng để tưới nước chống bụi trên tuyến đường vận chuyển trong và ngoài mỏ, dùng hệ thống phun sương cho dây chuyền nghiền sàn. Về giấy phép khai thác mỏ đá Puzolan núi Thơm đã hết hạn ngày 20 tháng 6 năm 2018. Hiện công ty đang xin gia hạn giấy phép khai thác. Và trong khi chờ xin giấy phép, công ty không tổ chức hoạt động khai thác. Công ty kiến nghị các sở ngành liên quan, chính quyền địa phương và đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét và đánh giá các vấn đề để thông tin chính xác đến người dân một cách khách quan. Tại thời điểm khảo sát cho thấy mỏ Puzolan đang ngừng hoạt động, đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã khảo sát thực tế một số hộ dân sinh sống gần khu vực khai thác mỏ đá và tiếp tục tổng hợp các ý kiến để báo cáo với lãnh đạo tỉnh ủy. Tháng hành động về an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2019 với chủ đề nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vừa được huyện Đất Đỏ phát động tại chợ Đất Đỏ. Tháng hành động diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, tập trung vào nội dung tuyên truyền và phổ biến các quy định của pháp luật và an toàn thực phẩm, giới thiệu các mô hình sản xuất kinh doanh chuỗi thực phẩm an toàn đến người dân. Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm, huyện Đất Đỏ sẽ kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm từng bước kiểm soát điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh, góp phần giảm thiểu ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm. Địa phương và ngành chức năng cũng tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm. Sau lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm, các đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, ủy ban nhân dân các xã thị trấn cùng người dân đã diễu hành trên các trục đường, thể hiện quyết tâm hưởng ứng tháng hành động một cách tích cực hiệu quả. Với sự chỉ đạo sát thực hiệu quả của Đảng ủy xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, trong quý 1 năm 2019, các chỉ tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn xã Long Mỹ đều đạt và vượt so với cùng kỳ. Nổi bật là tổng giá trị ngành nông lâm ngư nghiệp đạt gần 37 tỷ đồng, thương mại dịch vụ đạt trên 41 tỷ đồng. Giá trị tiểu thủ công nghiệp xây dựng gần 1 tỷ đồng. Các chính sách xã hội cũng được triển khai thực hiện nghiêm túc. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng. Tình hình quốc phòng an ninh luôn đảm bảo ổn định. Xã duy trì giữ vững các tiêu chí nông thôn mới. Sơ kết tình hình phát triển kinh tế xã hội quý 1 năm 2019, Đảng ủy xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ dành nhiều thời gian cho đại biểu thảo luận về giải pháp tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, nâng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế theo chỉ tiêu đề ra, mở rộng diện tích trồng măng tây xanh trên địa bàn để tăng thu nhập cho người dân. Tại hội nghị này, các đại biểu cũng chú trọng thảo luận các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và nâng cao chất lượng hoạt động bán trú tại trường tiểu học Long Mỹ. Thưa quý vị, Sở Du lịch vừa có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Long Điền về tình hình phát triển du lịch tại địa phương. Thông tin với Sở Du lịch, địa phương cho biết, trên địa bàn huyện hiện có hơn 100 điểm đến, thu hút lượng khách ngày càng tăng. Trong năm 2018, Long Điền đón trên 2,6 triệu lượt du khách. Thời gian qua, huyện Long Điền đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển ngành du lịch, trong đó tập trung triển khai đề án nâng cao giá trị di tích lịch sử văn hóa
giành thắng trong hoạt động du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2022, xây dựng quy hoạch đô thị Long Hải tỷ lệ 1/2000, tổ chức chấn chỉnh tình hình vệ sinh môi trường, an ninh trật tự bãi biển Long Hải. Huyện Long Điền đang có 11 dự án đầu tư về du lịch với tổng diện tích 64,2 ha, tổng vốn đầu tư gần 3.180 tỷ đồng. Các công trình hạ tầng giao thông phục vụ giao thương và du lịch ngày càng được đầu tư đồng bộ. Làm việc với lãnh đạo địa phương, Sở Du lịch đề nghị huyện Long Điền xây dựng kế hoạch hiện thực hóa quy hoạch đô thị Long Hải, nghiên cứu triển khai các sản phẩm du lịch đa dạng, đặc trưng để thu hút khách, thực hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh an toàn tại bãi biển Long Hải. Huyện cũng cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ phát triển ngành du lịch và đặc biệt cần tạo sự kết nối trong phát triển du lịch với các địa phương trong và ngoài tỉnh. Năm 2018, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Long Điền đạt 74,6 điểm, tăng 1,1 điểm so với năm 2017, xếp hạng 2 trên 8 huyện thị xã thành phố trực thuộc tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, cải cách hành chính tại địa phương vẫn còn những hạn chế, như thực hiện chế độ báo cáo định kỳ còn chậm, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức còn thiếu sót. Ở một số lĩnh vực, người dân chưa thực sự hài lòng với chất lượng dịch vụ hành chính công. Ủy ban nhân dân huyện Long Điền vừa có cuộc họp rút kinh nghiệm trong thực hiện cải cách hành chính năm 2018 và đề ra giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính trong năm 2019. Để nâng cao chất lượng hiệu quả cải cách hành chính trong năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các xã thị trấn và phòng chuyên môn tăng cường hơn nữa tuyên truyền về cải cách hành chính bằng nhiều hình thức đến người dân, giúp người dân có niềm tin vào sự lãnh đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Ủy ban nhân dân huyện giao phòng nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng ban đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân huyện các giải pháp nhằm hạn chế tối đa điểm trừ trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn, nghiêm túc khắc phục những tồn tại hạn chế về thủ tục hành chính trong năm 2018. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ xã hội huyện Long Điền tổ chức trao tặng 105 phần quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng giá trị 105 phần quà được Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ xã hội huyện Long Điền trao cho người khuyết tật là 21 triệu đồng. Ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ kinh phí 70 suất và 35 suất do các chùa trên địa bàn huyện tài trợ. Thưa quý vị, trong hai ngày 18 và 19 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Đức tổ chức đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự đại hội có 162 đại biểu, đại diện Mặt trận Tổ quốc các cấp, đoàn thể chính trị xã hội và cá nhân tiêu biểu trong khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện. Nhiệm kỳ 2014-2019, thành quả nổi bật của Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Châu Đức là đã vận động hơn 13,3 tỷ đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo, xây mới 221 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 173 căn nhà tình thương, trao trên 10.000 suất học bổng và quà cho học sinh sinh viên nghèo, người khuyết tật. Riêng quỹ đền ơn đáp nghĩa, Mặt trận Tổ quốc các cấp của huyện đã vận động được 2,6 tỷ đồng để xây mới 11 căn nhà, sửa chữa 74 căn nhà tình nghĩa, tặng 155 suất quà cho gia đình chính sách. Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đã vận động các cá nhân, doanh nghiệp đóng góp 4,9 tỷ đồng để ủng hộ cho đồng bào các tỉnh bị thiên tai bão lụt. Vận động người dân hiến 251,6 m vuông đất, đóng góp 5,3 tỷ đồng và 2.953 ngày công để thực hiện các công trình công cộng. Nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Châu Đức tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, 100% Mặt trận Tổ quốc đạt và vượt chỉ tiêu vận động quỹ vì người nghèo, xây dựng ít nhất 2 mô hình về cuộc vận động, 2 nội dung giám sát, 1 nội dung phản biện một năm. 140 đảng viên, đoàn viên thanh niên thuộc lực lượng vũ trang huyện Châu Đức đã tham gia làm công tác dân vận xây dựng nông thôn mới tại thôn 1, xã Bình Trung. Các đảng viên, đoàn viên thanh niên thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Đức, dân quân năm thứ nhất của các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã tham gia dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh và phát quang các trục đường giao thông liên thôn tại thôn 1, xã Bình Trung. Đây là hoạt động thực hiện phong trào thi đua lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới, đồng thời tích cực hưởng ứng phong trào đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2019 do huyện ủy Châu Đức phát động. Tiếp nối thông tin địa phương là những ghi nhận từ thị xã Phú Mỹ. Thưa quý vị, Hội Liên hiệp Thanh niên xã Sông Xoài tổ chức đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được chọn làm điểm tổ chức đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên cấp xã của thị xã Phú Mỹ. Tham dự đại hội có 60 đại biểu là đại diện cho 241 thanh niên trên địa bàn xã.
Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Liên hiệp Thanh niên xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ đã phối hợp với các cơ quan tổ chức trong và ngoài địa bàn triển khai nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, thu hút ngày càng đông thanh niên địa phương tham gia. Tiêu biểu trong các hoạt động phong trào thanh niên là phong trào Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện. Hội Liên hiệp Thanh niên cũng đã vận động 60 thanh niên tham gia hiến máu, vận động 90 phần quà với tổng trị giá 27 triệu đồng tặng gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi khuyết tật. Tính chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Phú Mỹ, giải ngân vốn sản xuất cho 28 thanh niên với tổng số tiền 1 tỷ 800 triệu đồng, giới thiệu việc làm cho hơn 100 thanh niên địa phương. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc tổ chức công bố và trao quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công nhận xã Xuyên Mộc đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cơ cấu kinh tế nông thôn của xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc đã chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại dịch vụ, nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất. Trong những năm qua, trên địa bàn xã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới, tăng thu nhập cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người của xã vào cuối năm 2018 đã nâng lên 53,9 triệu đồng một người một năm, tăng 31,49 triệu đồng so với năm 2012. Tỷ lệ hộ nghèo quốc gia ở năm 2012 là 1,73%, nay giảm còn 0,7%. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Xuyên Mộc phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu Chợ Rẫy tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 2 năm 2019. Trong đợt hiến máu tình nguyện lần 2 năm 2019 tại huyện Xuyên Mộc, hơn 700 cán bộ, đoàn viên, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và người dân đã tham gia. Qua kiểm tra sàng lọc có 600 đơn vị máu được tiếp nhận. Năm 2019, huyện Xuyên Mộc được giao chỉ tiêu hiến 2.120 đơn vị máu. Và với hai đợt hiến máu, địa phương đã tiếp nhận hơn 1.276 đơn vị máu hiến. Thông tin về thành phố Vũng Tàu sẽ là những thông tin địa phương cuối cùng trưa nay. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, thành phố Vũng Tàu tiếp tục triển khai nhiều biện pháp để xử lý các vấn đề tồn tại của ngành du lịch, đặc biệt là công tác bảo đảm an toàn cho du khách tắm biển, nên lượng khách đến Vũng Tàu vui chơi tắm biển tăng mạnh. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, quý 1 năm 2019, Vũng Tàu đón và phục vụ khoảng 2 triệu lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ. Một trong những nguyên nhân góp phần thu hút đông du khách vào Vũng Tàu là môi trường du lịch luôn xanh sạch đẹp, môi trường kinh doanh lành mạnh ở các điểm du lịch, nhất là trong các ngày nghỉ, lễ Tết. Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành, lực lượng có liên quan, trong đó chủ yếu là Ban quản lý các khu du lịch thành phố Vũng Tàu, chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng cá nhân. Lượng khách du lịch đổ về Vũng Tàu rất đông, cho nên là chúng tôi đã phối hợp với lại các lực lượng chuyên môn của thành phố như công an thành phố, đội trật tự đô thị, rồi thành đoàn, rồi các phường có liên quan tập trung lực lượng tuần tra chốt trực đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu du lịch trên địa bàn thành phố. Các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra quản lý về kinh doanh dịch vụ du lịch, giá các dịch vụ. Trên cơ sở này, mọi thông tin phản ánh vào đường dây nóng luôn được xử lý kịp thời, tạo niềm tin cho du khách. Tết mình muốn đến Vũng Tàu chơi là vì mình rất thích biển. Biển Vũng Tàu đẹp, nên là phong cảnh rất đẹp. So với trước thì bây giờ cái biển rất sạch sẽ hơn rất nhiều. Hôm nay thời tiết thì rất là đẹp. Cảnh quan thì nói chung những ngày Tết thì rất là đông, thì lúc nào gia đình cũng hay lựa chọn ở Vũng Tàu tại vì nó cũng sạch sẽ và là rất là phù hợp với cái không khí những ngày nghỉ. Năm 2019, thành phố Vũng Tàu phấn đấu đón hơn 7 triệu lượt khách, tăng 20% so với năm 2018. Để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thành phố Vũng Tàu tập trung phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao gắn với xây dựng thương hiệu du lịch Vũng Tàu, tập trung quảng bá các khu di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Thành phố cũng chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo môi trường du lịch lành mạnh, thân thiện, hấp dẫn du khách, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh việc quản lý trật tự vệ sinh môi trường và đặc biệt luôn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn. Thưa quý vị, thời kỳ khai mở đất phương Nam, Bà Rịa Vũng Tàu được giới sử học nhận định là vùng địa đầu. Dấu tích nơi địa đầu vẫn còn lưu giữ qua nhiều ngôi chùa, đình đền, miếu tòa thành hoàng, tiền hiền, hậu hiền, những lăng thờ cá ông, bà ngũ hành, bà chúa xứ, cùng những sắc thần của vua chúa nhà Nguyễn.
Một trong những ngôi chùa ghi dấu đậm nét sự hình thành cộng đồng xã tộc Bà Rịa Vũng Tàu là chùa Giảng An, xây dựng cách đây 3 thế kỷ. Sách Đại Nam Nhất Thôn Chí tập 5 có ghi, chùa Giảng An ở thôn Phước An, huyện Phước An đã được Hiển Tông Hoàng đế cho biển ngạch khắc chữ Sắc Tứ Giảng An Tự và Vĩnh Thịnh Lục Niên Thất Nguyệt, Các Nhật, Quốc Chúa Thiên Túng Đạo Nhân Ngự Đề. Năm Minh Mạng thứ 10, chùa bị cháy và hiện chỉ còn nền chùa ở ấp Phước Trinh, xã Tam Phước, huyện Long Điền. Đây là những vết tích ghi dấu về sự tồn tại của chùa Giảng An. Nền chùa rộng khoảng 600 mét vuông với vài đoạn dòng bao, móng công trình bằng đá dôi vẫn còn nguyên và vẫn còn một miệng giếng nước. Sự tồn tại về ngôi chùa còn lưu truyền qua câu chuyện. Trong một lần hành quân qua địa phương, chúa Nguyễn Phúc Chu tá túc tại chùa, ghi nhớ công ơn của chùa và dân làng đã bảo bọc mình. Trở về triều đình, chúa Nguyễn Phúc Chu ban Sắc Tứ Giảng An cho chùa vào tháng 7 năm Vĩnh Thịnh thứ 6 năm 1710. Theo như ông bà xưa kể lại, như vậy vào những cái năm nào đó thì tôi không biết. Nhưng mà có một cái hồi thời vua Gia Long có đi đánh giặc ở đâu á, về mới ghé vô trong cái chùa này. Đã vô đây được ăn một bữa cơm chay và ngủ tại đây. Thì ông mới về từ đâu đó, ông mới gửi về ông một cái sắc tứ, cái sắc gọi là Sắc Tứ Giảng An Tự, sắc phong tại đây. Cũng theo nhiều bậc cao niên kể lại, chùa Giảng An từng bị cháy hai lần. Lần đầu vào năm Minh Mạng thứ 10, lần thứ hai bị quân Pháp đốt vào năm 1947. Cùng với sự tàn phá của chiến tranh, chùa đã phải di dời đến 6 lần. Năm 1995, chùa Sắc Tứ Giảng An được người dân ấp Phước Trinh, xã Tam Phước, huyện Long Điền xây dựng lại. Ở địa điểm cách nền đất, được xác định là nền chùa thuở sơ khai khoảng 500 mét. Cũng do các biến cố theo thời gian, những sắc phong ban tặng của chúa Nguyễn cho chùa này chỉ còn lưu giữ được một đại hồng chung nặng 60 kg và một pho tượng Phật cao 5 tấc. Do được Hiển Tông Hoàng đế ban biển ngạch nên ngôi chùa ở Long Điền mang tên Sắc Tứ Vàng An. Nhưng tại sao ở huyện Đất Đỏ lại có ngôi chùa cũng mang tên là Sắc Tứ Vàng An? Phóng viên thời sự tiếp tục tìm hiểu. Chùa Sắc Tứ Vàng An ở khu phố Hiệp Hòa, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, trước đây có tên là chùa Long Hưng, được lập cùng thời với chùa Sắc Tứ Vàng An ở ấp Phước Trinh, xã Tam Phước, huyện Long Điền. Chùa tọa lạc trên diện tích khoảng 1 hecta, với ngôi chính điện rộng khoảng 100 mét, hầu như vẫn còn nguyên trạng. Nhà hậu tổ rộng khoảng 400 mét vuông được xây dựng sau này. Bao quanh chùa là vườn cây xanh mát. Theo điện tích ghi lại, thời điểm chùa Sắc Tứ Giảng An bị cháy năm 1785, sư trụ trì đem tấm biển ngạch vua ban sang cất ở chùa Long Hưng. Do cất giữ tấm biển, quốc chúa Thiên Túng Đạo Nhân Ngự Đề, nên chùa Long Hưng ở thị trấn Đất Đỏ cũng mang tên Sắc Tứ Giảng An Tự. Cũng có điện tích lại cho rằng, có giai đoạn hòa thượng kế vị tế sự Quảng Chí trụ trì cả hai chùa Sắc Tứ Giảng An và Long Hưng. Sau khi chùa Sắc Tứ Giảng An bị cháy, hòa thượng tế sự cho dời biển hiệu tượng thờ, bộ pháp khí về chùa Long Hưng để thuận tiện thờ cúng tu hành. Vì vậy, chùa Long Hưng đổi tên thành chùa Sắc Tứ Giảng An. Trải qua 3 thế kỷ, chùa Sắc Tứ Giảng An ở khu phố Hiệp Hòa, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ không còn giữ được kiến trúc xưa. Tuy nhiên trong chùa vẫn còn lưu giữ lại một số tượng Phật cổ và pháp khí khi xưa. Hiện chùa Sắc Tứ Giảng An ở Đất Đỏ do ni sư Thích Nữ Diệu Đạt trông coi. Cô phải là chăm nom, coi chùa chiền, quản lý trong chùa chiền. Như là 3 năm là đáo lễ cúng chỉnh tế một lần, rồi 1 năm là ngày 15 tháng 7 cúng là lễ Vu Lan, rồi ngày 15 tháng 4 là cúng lễ Phật Đản, ngày 7 tháng 12 là cúng dỗ tổ của Hòa Thượng Thích Tâm Bình Thượng Thiện Hạ Thông. Cái tâm nguyện của cô á, là cô chỉ là sửa sang mà như là cô xây rộng ra, còn như mà làm chỗ là cũng thử để di tích, như để y nguyên như vậy. Lưu giữ những dấu tích lịch sử dùng đất, dấu tích một thời của cha ông trong hành trình mở cõi về phương Nam, hai ngôi chùa Sắc Tứ Giảng An không đơn thuần chỉ là một nơi thờ tự tín ngưỡng của cư dân địa phương, nên rất cần được đầu tư bảo tồn một cách xứng tầm hơn trong hệ thống di tích tại Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình Hòa nhập phát triển trưa nay đến đây khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúc quý vị ngày nghỉ cuối tuần thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình và bản tin thời sự tiếp theo.